trong đầu mình tự tưởng tượng ra nước Mỹ như một thiên đường, nó rộng lớn, nó bao la, nó giống như là cung điện, rồi nó giống như những tòa nhà cao ốc. Nhưng mà khi mà xuống sân bay Dallas thì từ sân bay về tới nhà anh á, đường nó đường đồng trống mênh mông như quạnh đèn tối thui, hay tham lên trời ơi hấp dẫn dễ sợ luôn. Lúc đó để râu dài gì nè, trời ơi chị nói tôi mơ chết già rồi sao già giống như ông lộc. Con nói á, quen mẹ tôi thật lòng không, quen thật lòng mới quen nha, bậy bạ là chết với tôi. 90 mấy % người thương, cũng có 2-3% người tìm đủ mọi cách, họ không có thích mình. Bà già lùng 52 tuổi, body không sexy, hai con mà được lấy ông Mỹ vậy, mà mình chặn 4-5 clip rồi vẫn tạo clip thứ 5 để mà như mà chi cùng đuổi tận luôn. Chào mừng khán giả đến với chương trình Người Kết Nối. Chương trình Người Kết Nối sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ 6 trên kênh MCV Media. Ngày hôm nay thì Thảo sẽ kết nối khán giả của mình đến với một gia đình rất rất là dễ thương và đáng yêu thương, đó là gia đình của chị Trang. Một YouTuber nổi tiếng trên mạng mà Thảo nghĩ rằng chắc là cũng có nhiều khán giả của mình đã đến chị qua những cái kênh về cuộc sống ở Mỹ. Em chào chị Trang. Chào chương trình Người Kết Nối. Chị tên là Trang, sinh năm 1971. Chị đến Mỹ Tây Diện anh em bảo lãnh được gần 5 năm. Hôn với chồng chị người Mỹ được hơn 3 năm. Đây là chồng chị. Đọc xin chào các bạn. Chồng chị năm nay 62 tuổi. Đây là con trai nhỏ của chị, Bredrum năm nay 15 tuổi. Và chị có một bé gái lớn là 27 tuổi nhưng mà bé đi làm riêng ở xa, bên nay bé bệnh bé không có để về để tham gia chương trình được. Chị Lưu Thị Thu Trang, tên thường gọi là Maika, sinh năm 1971, đang sinh sống ở Dallas, Texas, Mỹ được 5 năm. Hiện chị Thu Trang là YouTuber khá nổi tiếng và được nhiều người yêu thích. Kênh YouTube Trang Du Lịch Cuộc Sống Mỹ thành lập gần 2 năm có hơn 24.000 người theo dõi. Nội dung kênh của chị đăng tải những video về du lịch, cuộc sống ở Mỹ với chồng ngoại quốc, đơn giản, vui tươi. Nhưng phía sau những nụ cười của chị Trang là nỗi niềm khi ở nơi đất khách quê người. Hãy cùng chương trình Người Kết Nối lắng nghe câu chuyện của chị Trang nhé. Chồng của chị là chồng chị nói tiếng Việt được không? Không nãy nói tiếng Việt chào mọi người nè. Nói được chút chút à. Bao nhiêu em? Chào cả nhà, con là con của mẹ Trang đây ạ. Hai chị em con đã kiếm được chồng cho mẹ. Hồi xưa thì thấy mẹ cũng hơi cô đơn nên là muốn mẹ có một cái người đàn ông có thể chăm sóc cho mẹ, nên là hai chị em đã lên với ý tưởng kiếm trên mạng để kiếm cho một người đàn ông. Em Hùng, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Chồng của mẹ là con kiếm hay là em kiếm hả, chứ không phải là mẹ tự kiếm hả? No, mẹ em kiếm trên mạng cho mẹ đó. Đầu là nhắn tin với chồng chị là cái này nè. Em sẽ nhắn tin là hello, mình có một người mami đang hả độc thân xinh đẹp và đang tìm người yêu, hay là em nhắn tin kiểu như đó. Em sẽ diễn là em là mẹ. Mình nhắn sao để kiếm được chồng vậy thì chị đang tò mò. Không có tải thì anh chồng chị nhắn vô thì chị trả lời, nhưng mà thỉnh thoảng chị không có biết thì bé Râm dịch phụ trả lời phụ. Sau này chị kể chồng chị là lúc đầu là nói chuyện với bé Râm chồng chị nói không? Chà, không có ngờ là nói chuyện với một đứa bé 11 tuổi. Bây giờ mình đang nói mình đang chuyện bắt đầu nói xấu chồng chị, thì chị có thể cho chồng chị đi nghỉ ngơi được, cho anh đi anh nghỉ đi được. Đang cho mình nói rất là dễ không? Cái gì? Quá mừng nước. Mấy mẹ con bên Mỹ được 5 năm là đã quen với cuộc sống ở bên đó chưa ạ? Quen rồi em, bây giờ rất là ổn. Rồi đi viện anh em bảo lãnh thì hy sinh đi vì con thôi, nhưng mà cũng có nhiều gia đình qua không có hòa nhập được, nhưng mà hai đứa con chị hòa nhập rất là nhanh. Mình qua Mỹ thì cảm giác qua đó rồi không khí nó khác, môi trường khác, nơi sống lạ lắm vậy, chị có buồn chán, có cảm thấy hối hận quay về Việt Nam không? Cái khúc đầu á thì nó hơi bị sốc, trong đầu mình tự tưởng tượng ra nước Mỹ như một thiên đường, nó rộng lớn, nó bao la, nó giống như là cung điện, rồi nó giống như những tòa nhà cao ốc. Nhưng mà khi mà xuống sân bay Dallas thì ông anh rước về nhà ông anh á,
Thì từ sân bay về tới nhà anh á, đường nó đường đồng trống mênh mông hiu quạnh đèn tối thui, ở giống như ở đồng quê anh. Ủa sao kỳ vậy, nước Mỹ kỳ. Sao tới nhà ông anh thì vào tháng 2 nó lạnh rung âm độ luôn. Nói trời ơi, sao mà nó lạnh dữ vậy, đi ra khỏi phòng mẹ con quấn màn đi cùng. Mà cái thời gian có lẽ ngủ ngon nhất trong đời của chị là những ngày đầu tới Mỹ. Tại vì mình cố gắng, mình thích ban ngày, thích ban ngày để ngủ ban đêm á. Mình nói thôi ngồi cũng ngủ, mà nghiêng cũng ngủ, thôi nằm luôn đi. Dạ, rồi thành ra là nằm ở nhà luôn hả? Tới 4 giờ chiều là thôi bà chị dâu đi làm về, mình ráng không còn nổi chịu nữa. Ngủ nó ngon chưa từng thấy trong đời luôn, tại vì mình ráng quá trời ráng. Không bao lâu thì mình mới hết jet lag, mới quen nguyên cái thời gian ở bên đó. Hơn một tuần thì giấc ngủ nó mới quen. Rồi qua một tháng mấy nữa, qua tháng cuối tháng 3 đầu tháng 4 thì nó mới bớt lạnh được. Rồi tháng 5, tháng 6 thì thời tiết giống như ở Việt Nam. Chị có làm việc không hay là chị di cư? Chị qua Mỹ thì sau 3 tháng thì chị có bằng lái xe, giấy tờ đầy đủ thì chị đi làm hãng điện tử. Sau đó 6 tháng thì chị mua nhà. Sao mọi thứ của chị nó nhanh như vậy? Chị có một ít tiền Việt Nam đó thì mình đao vô một ít thì mua nhà trả góp 30 năm. Nhưng mà cũng có sự hỗ trợ của người anh bảo lãnh về các thủ tục. Khi mua nhà xong thì vô cái nhà ở thì rất là nhiều vấn đề, thì không có đủ chi phí để trả tiền nhà, nên cái chị buộc lòng phải đi làm thêm thứ bảy chủ nhật luôn. Thì chị bán bánh mì, quán phở gì làm hết luôn, làm 7 ngày trong tuần luôn. Thì hai đứa con nó mới thấy buồn, thấy không có người đó, thì nó mới tìm trên mạng gặp chồng chị. Còn lúc mà chị với lại chị mà mới gặp chồng nè, xong rồi chị không có tiếng Anh, rồi hai người sẽ kiểu dùng Google dịch như thế, bao lâu thì bắt đầu gặp nhau ngoài đời ạ? À? Chưa có gặp á, cái ổng mới đòi FaceTime để mà thấy mặt nhau. Cái chị mới nói ok FaceTime, rung lại chưa có biết nói gì đâu, phải có rung mới FaceTime, chứ không có rung là không biết FaceTime đâu. Cái FaceTime lên, trời ơi thất vọng dễ sợ luôn. Lúc đó để râu dài rồi nè, trời ơi chị nói rung mơ chết già rồi, sao già giống như ông nội. Cái nói hai ba câu đâu biết nói gì, hai mẹ con không à. Cái nói rồi mình nói cha là hồi tắt đi, nhắn tin đi chứ có biết nói gì đâu, cười không à. Không lẽ giờ mình nói tuôn hết râu ha, thì nó kỳ. Chồng chị đăng hình này kia, có một cái tấm hình này không để đâu, chứ chị mới lấy tấm hình đó chị gửi cho chồng chị. Cái chị nói là tôi thích tấm hình này là không hỏi tại sao. Cái chị mới nói tại vì cũng có râu. Chồng chị hiểu ý nha, cũng khéo, rất là khéo léo. Chồng chị cũng rất là khéo, ông hiểu ý liền, ông nói bạn không thích râu à, hãy đợi đấy, 1 phút 30 giây tôi trở lại. 1 phút 30 giây chụp các tấm hình gửi cạo râu gửi qua. Ông nói ông để râu xưa giờ, nhưng mà chờ 1 phút 30 giây thì chồng chị cạo râu. Khi nhắn tin trên mạng thì nói chung cũng nhiều người nhắn lắm, chị cũng nhắn qua nhắn lại trên lay gì đó. Nhưng mà chị nói ý định chị là muốn về người Mỹ để mà học hỏi tiếng Anh, bạn có thể giúp tôi được không? Thì mấy ông kia nó bye bye đi mất tiêu à. Chồng chị nói ok tôi sẽ giúp bạn đó, thì chồng chị mới kiên nhẫn nhắn tin là tầm mấy tuần á, chồng chị muốn gặp ở ngoài đời. Mà chồng chị người thật việc thật chứ không phải giả, nên chồng chị rất là tâm lý, hỏi chị là bạn đến Mỹ viện anh em bảo lãnh hay không. Thì nếu như vậy lần đầu gặp đầu tiên tôi muốn gặp anh trai của bạn để hiểu rõ về tôi. Chị nghe vậy mừng quá mới gọi cho người anh bảo lãnh. Anh Nam ơi, em có quen ông Mỹ trên mạng á, ổng nói đi ăn tối hẹn gặp anh. Thì ông anh chưa có trả lời, mà lúc đó người anh lãnh đang mở loa trên điện thoại thì chị dâu chỉ là làng ở trên đó. Mới qua Mỹ có mấy tháng chưa có biết gì hết nước Mỹ mà còn quen người Mỹ nữa, tào lao quá đi. Rồi cái chị nói dạ hay cảm ơn anh, rồi im ru luôn. Không có dám nhắc lại với ảnh nữa. Cái nói ổng là người anh không chịu đi, cái hẹn thời gian nữa đi. Cái cũng vài tuần sau nữa thì chị cũng có đồng nghiệp bạn bè chị cũng rủ đi, chứ chị đâu có biết dám đi một mình. Thì chị rủ mà gia đình một người anh bạn, hôm đó là sinh nhật của đứa cháu, thì chị mời cái gia đình đó đi ăn sinh nhật đứa cháu với chị với ba râm con gái. Thì nó đi làm lúc đó đấy, làm nhà hàng ban đêm,
thì là 6 người. Rồi chị có nói với anh là 6 người không? À, có, chị nói xin nhật đứa cháu tôi rồi vậy đi gặp luôn nha. Cái ổng nói ok. Cái chị mới kể với con gái là bữa đó đó đi nhà hàng gặp chồng chị đó. Cái nó la làng nó nói mẹ ơi mẹ làm ơn rồi tự nhiên đi hẹn hò mà mẹ dẫn nguyên phái đoàn nha. Ổng thấy ổng bỏ trốn luôn giờ. Cái nói vậy chứ đi mình đâu có đi. Cái nó nói thôi bây giờ mẹ nói thẳng với ổng á là sinh nhật cháu của tôi thì tôi mời anh rồi tôi trả tiền nhá, còn không thì tôi với anh chia đôi. Hồi đó Việt Nam chị dạy nó, nhưng mà qua Mỹ hai con tiếng Anh rành, đường đi nước bước nó lanh lợi, nó dạy lại chị hết trơn à. Nó gửi tin nhắn cho chị nhắn ổng y chang gì đó. Ổng nói ok, nhưng mà khi mà dùng được ra nhà hàng thì rất là bất ngờ. So với hình ảnh trên mạng thì lúc đó ra nhà hàng chồng chị mặc áo vest rất là mảnh bao, trời ơi nó như một giám đốc và mà rất là trẻ, nhìn ở ngoài chừng 50 hà, rất là trắng mà trẻ, đẹp trai, trời ơi phái liền. Khen thì khen vậy. cái lúc mà chưa chồng mới cả đâu thì giờ khen quá thì khen gì. Lúc trên hình phải tham thì râu già, cái cạo râu thì thấy cũng bớt già, cái bắt tay. Cái nói chồng chị nói tôi là viết, cái chị nói tôi là trang, đúng rồi. Cái bắt đầu mời vô thì chị ngồi kế chồng chị, cái nắm tay vậy nè, hai người nắm tay vậy nè, một tay ăn rồi mò tay ăn kia, chồng chị ăn tay chị nắm tay vậy. Cười không à, đâu có biết nói, đâu biết nói chuyện đâu. Còn kêu em này dịch vụ với mấy đứa cháu kia, dịch vụ mà mấy cháu với đồng cũng nghe chưa có rõ nữa, lẩm bẩm rồi ngồi cười ăn rồi cười không à. Trong bữa tiệc cái chị kêu tính tiền, cái không biết chồng chị lén đi tính tiền hay nào rồi không hẳn hay nữa. Đây là một người rất là rộng rãi, chứ người Mỹ thì con gái chị nói á phải chia tiền thì rất là vui. Thì sau cái buổi hẹn hò đó thì về nhắn tin tiếp. Anh chồng chị anh rất là kiên nhẫn hả? Anh chỉ nắm tay không nói được tiếng nào luôn mà anh kiên nhẫn hả? Anh rất là kiên nhẫn mà nhắn lõm bõm vậy mà cũng hiểu rồi kìa. Kiên nhẫn ra đó cười không. Bây giờ tiếng Anh á, chồng chị nói từ nó bồi không cho chị dễ hiểu nhất thì bây giờ rất là quen luôn rồi. Nên là nhiều khi chị lên kênh chị cũng rất là ngại nói có chồng Mỹ mà nói tiếng Anh gì kỳ. Honey hungry, baby hungry, honey sleep vậy đó. Không có ra câu gì á. Mà chồng chị nói chồng chị lại khoái. Một cái tốt nữa là đi đâu cũng có em này. Em có bao giờ sợ hay là cảm thấy là không biết có ok và ổn với mẹ mình không không? Em không có sợ gì hết, tại vì em biết mẹ là một cái người rất là mạnh mẽ và có thể làm mọi thứ một mình mẹ, nên là nhiều thứ mẹ có thể tự làm, nhưng mà tiếng Anh đồ thì em có thể giúp đỡ. Trời phú cho chị cái giác quan cảm nhận rất là tốt. Lần gặp sau chị mới nói chồng chị là đi tới nhà hàng con gái làm. Thì bắt đầu chồng chị mới chở chị với Râm tới nhà hàng con gái làm. Con gái nói tiếng Anh lúc đó cũng hơi khá, nói quá trời với chồng chị luôn. Cái hồi á, con gái chị kể lại chị á, thì mẹ biết nãy con nói gì với cha không? Cái nói gì? Con nói á, quen mẹ tôi thật lòng không? Quen thật lòng mới quen nha, bậy bạ là chết với tôi. Hỏi luôn. Chồng chị trả lời sao? Chồng chị nói thật lòng chứ, quen thật lòng, yên tâm. Rồi bữa đó dùng bữa tối tại nhà hàng con gái, xong rồi về thì cũng tiếp tục. Thì cuối tuần chồng chị mới tới rước chị với bé Râm lên nhà chồng chị ở hai ngày cuối tuần. Thì chiều chủ nhật trở về, chồng chị đi làm, bé Râm đi học. Thì định mùa hè cưới thì tháng 3 đi Colorado á. Thì núi tuyết thì bị dịch bùng phát rồi bị kẹt lại rồi kết hôn luôn. Kỷ niệm 3 năm thì chị muốn có đám cưới để tri ân gia đình người anh bảo lãnh chị. Thì chị mới tổ chức một cái đám cưới. Thì cái phong tục của người Việt, cái chồng chị không có biết. Nên toàn bộ là ba mẹ con làm hết. Thì từ sau hàng, rồi con gái chị trang điểm cô dâu rồi làm tóc cho chị làm cô dâu luôn. Còn đây là chụp hình cưới, quay phim, chụp hình, rồi MC, đạo diễn, MC, hai chị em tự đi kiếm chồng cho mẹ, tự đám cưới luôn. Coi như giống như chị á, giống như chị là hai con nó tìm cha rồi chị có chồng ké theo vậy đó. Chị thật là may mắn, lịch so lucky để vì sinh được hai đứa con nó xuất sắc vậy luôn á. Thì khi chuyển xuống đây ổn định rồi thì
cần phải đưa đón. Chồng chị cũng không cho chị đi làm. 2 năm nay chị ở nhà nội trợ, chồng chị làm ở nhà. Cũng lớn tuổi rồi, anh cũng 62 rồi, chị cũng chăm sóc ăn uống, đồ thuốc men, đồ chồng chị hay quên lắm. Đi sớm hay là về muộn các phong trào á, thì chị đưa cái rơm đi. Vì chồng, vì con nên chị không có đi làm hãng được. Thì chị coi YouTube thì chị xin phép chồng chị cho chị làm YouTube. Chồng chị nói chung là người Mỹ họ kính tiếng, họ không có muốn lên mạng nhiều. Nhưng mà nếu mà chị không có làm gì hết thì chị cảm thấy rất là chán. Rồi chị muốn chia sẻ giống các bạn trên mạng chia sẻ gì đó thì chị chồng chị cho chị đi du lịch nhiều. Thì bắt đầu chị mới có cái ý định là chia sẻ những cái chuyến đi của chị cho mọi người biết. Rồi thứ hai là chị muốn cho mẹ chị thấy là các hoạt động ở bên Mỹ. Chị đi quay nhà anh chị trồng rau, đi nhà chị của chị ở Cali, rồi chị quay mẹ chị con, mẹ chị thích lắm. Và cái tâm nguyện thứ ba của hai mẹ con á là có một phần thu nhập để giúp người nghèo ở Việt Nam. Đó, thì khi đó chị nói với Rum rồi nói chồng ok rồi, thì với Rum là người tạo cái kênh YouTube toàn bộ cho chị, rồi edit chỉnh sửa hình nền đồ với Rum làm hết. Rồi sau đó với Rum mới chỉ chị từ từ, thì chị mới làm một mình. Đây là tác giả của chủ kênh YouTube trang du lịch cuộc sống Mỹ. Yeah. Khi chị quyết định làm YouTube á, thì mới đầu chị cũng không có cái gì để đăng á, cái chị mới đăng cái clip đầu tiên á là du lịch trên du thuyền, là chồng chị cho chị đi du thuyền lần đầu tiên. Thì chị quay lúc đó điện thoại đứng không, chị đâu có biết làm YouTube đâu, quay ngang. Cái chị mới cắt nó thành ngang, chị đăng bậy bạ không, đăng xấu lắm. Thì sau đó là cái clip với Rum đi chơi trò chơi bên Mỹ. Rồi chồng chị nói bập bẹ tiếng Việt, cả ngày thường á chị dắt chị bỏ lên đó thì cũng chưa có được người xem đấy. Chị mới suy nghĩ, ủa người ta đâu có biết mình là ai đâu mà xem kênh của mình. Thì chị mới suy nghĩ như vậy, cái chị mới ngồi chị nói mình phải kể mình là ai thì người ta biết mình, hiểu mình thì người ta mới xem mình đi tiếp tục. Thì chị chia sẻ hai cái clip là clip hai con tìm chồng Mỹ cho mẹ, cơ duyên gặp chồng Mỹ, rồi một cái kênh là gian nan những ngày đầu đến Mỹ và cái kết nở hoa là gặp được chồng chị á, trên cái kênh trang du lịch cuộc sống Mỹ. Khi mà chị đăng hai cái bài đó thì cái kênh chị nó bùng phát. Bé Rum nói mẹ ơi bị hack YouTube rồi. Yeah. Một ngày mà 500-700 người đăng ký luôn. Từ lúc bật kiếm tiền với tới lúc nhận tiền là 4 tháng thì được 341 đô. Thì đổi ra khoảng 8 triệu. Mẹ phải làm đúng lời hứa là mình nói mình làm kênh YouTube để lấy phần thu nhập hỗ trợ người nghèo. Thì cái tháng lương đầu tiên con muốn mẹ gửi hết về Việt Nam để giúp người nghèo. Thì hai mẹ con chị cũng có làm cái clip số tiền 8 triệu đó gửi về Việt Nam giúp người nghèo. Có gì khó khăn trong quá trình mình làm YouTube không? Dạ, cũng trải qua rất là nhiều khó khăn chứ. Thì mình là đâu có hình dung ra được. Nó trên mạng làm dâu trăm họ, 90%+ người thương, cũng có 2-3% người tìm đủ mọi cách, họ không có thích mình, họ ganh tị với mình, nên họ ghen với mình luôn. Tại sao mình bà già lùng 52 tuổi, body không sexy, hai con mà được lấy ông Mỹ như vậy, ông Mỹ đó mà về Việt Nam cưới gái tân, rồi tôi trẻ đẹp vậy mà tôi không có chồng được như bà. Trời ơi, mà mình chặn 4-5 clip rồi vẫn tạo clip thứ 5 để mà như mà truy cùng đuổi tận luôn. Trời ơi, khi mình chưa có quen á, mình sốc lắm. Chị lên cái clip chị nói với lại chồng chị, cũng nói là con phải ăn hiếp vợ tôi nha, không có được nha. Cái guồng máy nó cuốn theo chị làm ngày làm đêm, vừa quay vừa chỉnh vừa tạo hình làm đôi lúc có lúc mà biết Rum phụ, thì mùa hè thì đã bắt đầu biết Rum vô khai trường một mình chị ôm cái kênh. Chị có thể thức một ngày 13-14 tiếng để làm, còn hơn đi làm hãng nữa. Chị nói ủa sao cái số cực dữ vậy nè. Đi tới đâu cũng do máy lên quay đơn giản thì dễ về edit lại cắt sửa chỉnh, nó mới mấy tiếng đồng hồ tương tác với YouTube bạn rồi trả lời bình luận. Trời ơi, chị làm cái chị muốn kiệt sức mấy lần rồi buồn nhiều thứ, cái chị cũng bỏ kênh 2-3 lần rồi cái chị trở lại chị làm lại từ đầu. Mới đây là chị kiệt sức cái lúc mà đám cưới,
chị vừa ôm kênh để đi làm đám cưới rồi vừa biết hàng ngày rồi anh chị chồng ở bên Indiana tới đây rồi vừa tiếp đón rồi vừa quay vừa đăng. Rồi chị mới vừa hỏi là chị được thích là chị nâng kênh mấy tuần. Quá vất vả luôn. Nhưng mà khán giả động viên hơn, cứ kêu cố gắng khán giả chờ rồi trở lại thì hôm nay chị cũng trở lại kênh cũng mấy clip. Từ hồi chị đi Mỹ chị có về Việt Nam lần nào chưa? Chưa, gần 5 năm rồi. Dự định chắc cũng sắp tới dẫn chồng chị về đặng ra mắt mẹ chứ. 5 năm rồi không về Việt Nam mà. Mình sẽ rất là nhớ nhiều thứ đúng không? Nhớ nhiều người, nhớ người thân, nhớ quê, nhớ rất là nhiều thứ. Cho chương trình sẽ có một bất ngờ cho hai mẹ con ạ. Hello chị Nga. Hello chị Nga, hello bà Mai. Chào mẹ. Chào bà Bảy. Chào Gum. Bà Bảy khỏe không? Khỏe. Mẹ khỏe không? Mẹ khỏe, con khỏe không? Dạ con khỏe. Gum khỏe không? Dạ khỏe không ơi. Con ngoại bao nhiêu tuổi rồi ạ? 87 tuổi. Cái giọng á, cái giọng nói á còn rất là chắc chắn và khỏe luôn ha. Ngoại ơi, ngoại chị với cháu là đi Mỹ định cư được 5 năm rồi nè. Ngoại có thể chia sẻ cho con biết rằng là cảm xúc của mình đối với con gái và cháu như thế nào nè. Ngoại có nhớ hai người không? Có hai người Việt Nam không ngoại không? Bà ngoại nhớ Rum, nhớ mẹ con, nhớ chị con. Bà ngoại nhớ nhiều lắm, trong con về nước cho vui. Trong về nước thăm mẹ, thăm ngoại cho vui. Rồi con cũng nhớ mẹ lắm, cũng sẽ về, sắp tới đây cũng sắp xếp về ạ. À. Ngoại nói bà Bảy á, là về Việt Nam chơi cho vui, ở lâu lâu. Dạ đây là cháu Nga là cháu dâu của chồng cũ nhưng mà ly hôn rồi. Kêu bằng gì Trang đi sửa đi mà cứ không sửa kêu mợ mợ ngoại. Nói chung là quen rồi đó giờ là vậy rồi nên không có sửa được nữa mợ ơi. Chị ở Việt Nam thì ở kế nhà cháu dâu thì có một mình là không có chị em ở Mỹ Tho thì có bệnh hoạn gì thì cháu dâu cũng chạy qua mợ mợ như chị em ruột vậy đó. Rồi khi chị ở Mỹ thì cháu dâu cận chị cũng mua gỡ bưu điện qua nên là cháu cũng là một cái người rất là thân người em của chị. Nó yên tâm. Dạ không có mẹ ăn uống được nhiều không mẹ? Ăn được ngủ được. Dạ. Người ta nói ăn được ngủ được là tiên rồi đó, vậy mẹ tiên rồi. Nói ăn được ngủ được là tiên, vậy bà ngoại là tiên rồi. Vậy hả? Ngoại hỏi vậy hả? Có nhiều người lớn tuổi ăn không ngon, ngủ không được, còn mẹ ăn được ngủ được là con rất là mừng, mong mẹ sống thọ. Cái gì số hôm nào còn, chạy về trễ không còn. Thôi đừng nói xuôi. Mẹ thọ ngoài trăm đừng, không sao đâu, thì con sẽ sắp xếp về gần đây. Rồi, coi như là hôm nay chương trình của mình đã có một cái lời hứa của chị Trang là sẽ nhanh chóng nhất có thể để về thăm bà ngoại ha, với lại là để dẫn con rể về khoe với bà ngoại. Bà ngoại nhớ có lời hứa đi nha ngoại nha, có gì ngoại nhắc qua chứ làm được thì thôi ngoại ha. Chị cũng rất là cảm ơn Thảo, cảm ơn chương trình Người Kết Nối đã tặng cho chị một món quà rất là quý là gặp mẹ chị và lên chương trình chia sẻ với mọi người. Và cũng xin mọi người yêu thương gia đình chị thì đến kênh Trang Du Lịch Cuộc Sống Mỹ ủng hộ kênh gia đình chị để mẹ con chị có cái hoàn thành những cái tâm nguyện và một phần để giúp đỡ người nghèo của Việt Nam mình. Thì chị cảm ơn chương trình. Dạ con đó cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn chị MC xinh đẹp đã kết nối cho con được nói chuyện với lại mợ. Tạm biệt nhân máy tay máy bay. Dạ.